Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ để thông tin được lan tỏa tới tất cả mọi người. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 1248 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Theo đó, sau khi sắp xếp, tỉnh Hưng Yên có 139 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 118 xã, 13 phường và 8 thị trấn, giảm 22 đơn vị hành chính cấp xã. Một trong những điều đáng chú ý, bên cạnh những tên xã thị trấn đã quen thuộc, sau khi thực hiện sáp nhập, Hưng Yên có 10 tên xã mới rất đặc biệt và thú vị như xã Phương Nam, xã Hải Thắng, xã Phú Thọ, xã Diên Hồng, xã Chí Minh, xã Nguyễn Huệ, xã Phạm Hồng Thái, xã Nguyễn Văn Linh, xã Tân Minh, Việt Yên. Cụ thể như sau, tại thành phố Hưng Yên, thành lập xã Phương Nam trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 2,49 km2, quy mô dân số 6.286 người của xã Phương Triều sau khi điều chỉnh và toàn bộ diện tích tự nhiên là 3,67 km2, quy mô dân số là 4.941 người của xã Hồng Nam. Tại huyện Tiên Lữ, thành lập xã Hải Thắng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 4,17 km2, quy mô dân số là 4.196 người của xã Đức Thắng và toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,15 km2, quy mô dân số là 6.687 người của xã Hải Triều. Sau khi thành lập, xã Hải Thắng có diện tích tự nhiên là 9,32 km2, quy mô dân số là 10.883 người. Tại huyện Kim Động, thành lập xã Phú Thọ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 3,47 km2, quy mô dân số là 7.341 người của xã Thọ Vinh và toàn bộ diện tích tự nhiên là 4,82 km2, quy mô dân số là 6.949 người của xã Phú Thịnh. Sau khi thành lập, xã Phú Thọ có diện tích tự nhiên là 8,29 km2 và quy mô dân số là 14.290 người. Thành lập xã Diên Hồng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 3,13 km2, quy mô dân số là 4.215 người của xã Nhân La và toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,17 km2, quy mô dân số là 5.788 người của xã Vũ Xá. Sau khi thành lập, xã Diên Hồng có diện tích tự nhiên là 8,3 km2 và quy mô dân số là 10.003 người. Tại huyện Khoái Châu, thành lập xã Chí Minh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 3,7 km2, quy mô dân số là 8.182 người của xã Đại Hưng và toàn bộ diện tích tự nhiên là 4,07 km2, quy mô dân số là 6.035 người của xã Chí Tân. Sau khi thành lập, xã Chí Minh có diện tích tự nhiên là 7,77 km2 và quy mô dân số là 14.217 người. Thành lập xã Nguyễn Huệ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 3,64 km2, quy mô dân số là 5.324 người của xã Nhuế Dương và toàn bộ diện tích tự nhiên là 4,32 km2, quy mô dân số là 7.211 người của xã Thành Công. Sau khi thành lập, xã Nguyễn Huệ có diện tích tự nhiên là 7,96 km2 và quy mô dân số là 12.535 người. Thành lập xã Phạm Hồng Thái trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 4,64 km2, quy mô dân số là 7.567 người của xã Hàm Tử và toàn bộ diện tích tự nhiên là 3,73 km2, quy mô dân số là 6.412 người của xã Dạ Trạch. Sau khi thành lập, xã Phạm Hồng Thái có diện tích tự nhiên là 8,37 km2 và quy mô dân số là 13.979 người. Tại huyện Yên Mỹ, thành lập xã Nguyễn Văn Linh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 3,21 km2, quy mô dân số là 8.927 người của xã Nghĩa Hiệp và toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,08 km2, quy mô dân số là 8.631 người của xã Giai Phạm. Sau khi thành lập, xã Nguyễn Văn Linh có diện tích tự nhiên là 9,29 km2 và quy mô dân số là 17.558 người. Thành lập xã Tân Minh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 7,72 km2, quy mô dân số là 7.777 người của xã Lý Thường Kiệt và toàn bộ diện tích tự nhiên là 4,05 km2, quy mô dân số là 9.898 người của xã Tân Việt. Sau khi thành lập, xã Tân Minh có diện tích tự nhiên là 11,77 km2 và quy mô dân số là 17.675 người. Thành lập xã Việt Yên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 3,62 km2, quy mô dân số là 6.814 người của xã Yên Hòa,
toàn bộ diện tích tự nhiên là 3,43 km2, quy mô dân số là 5.544 người của xã Minh Châu và toàn bộ diện tích tự nhiên là 2,62 km2, quy mô dân số là 4.875 người của xã Việt Cường. Sau khi thành lập, xã Việt Yên có diện tích tự nhiên là 9,67 km2 và quy mô dân số là 17.233 người. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hưng Yên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố, 139 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 118 xã, 13 phường và 8 thị trấn. Nghị quyết số 1248 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 1248 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Theo đó, các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gồm thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, huyện Phù Cử, huyện Kim Động, huyện Ân Thi, huyện Khoái Châu và huyện Yên Mỹ. Trong đó, huyện Khoái Châu có số lượng đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp nhiều nhất tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 5,65 km2, quy mô dân số 12.283 người của xã Hồng Tiến vào xã Đồng Tiến. Sau khi nhập, xã Đồng Tiến có diện tích tự nhiên là 9,23 km2 và quy mô dân số là 17.737 người. Xã Đồng Tiến giáp các xã Dân Tiến, Việt Hòa, huyện Ân Thi và huyện Yên Mỹ. Thành lập xã Chí Minh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,7 km2, quy mô dân số 8.182 người của xã Đại Hưng và toàn bộ diện tích tự nhiên 4,07 km2, quy mô dân số 6.035 người của xã Chí Tân. Sau khi thành lập xã Chí Minh có diện tích tự nhiên là 7,77 km2 và quy mô dân số là 14.217 người. Xã Chí Minh giáp các xã Đại Tập, Liên Khê, Nguyễn Huệ, Phùng Hưng, Thuần Hưng, Việt Hòa, huyện Kim Động và thành phố Hà Nội. Thành lập xã Nguyễn Huệ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3,64 km2, quy mô dân số 5.324 người của xã Nhuế Dương và toàn bộ diện tích tự nhiên 4,32 km2, quy mô dân số 7.211 người của xã Thành Công. Sau khi thành lập, xã Nguyễn Huệ có diện tích tự nhiên là 7,96 km2 và quy mô dân số là 12.535 người. Xã Nguyễn Huệ giáp xã Chí Minh, xã Thuần Hưng, huyện Kim Động và thành phố Hà Nội. Thành lập xã Phạm Hồng Thái trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,64 km2, quy mô dân số 7.567 người của xã Hàm Tử và toàn bộ diện tích tự nhiên 3,73 km2, quy mô dân số 6.412 người của xã Dạ Trạch. Sau khi thành lập xã Phạm Hồng Thái có diện tích tự nhiên là 8,37 km2 và quy mô dân số là 13.979 người. Xã Phạm Hồng Thái giáp các xã An Vĩ, Bình Minh, Đông Kết, Đông Tảo, Ông Đình, Tân Dân, Tứ Dân, thị trấn Khoái Châu và thành phố Hà Nội. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,16 km2, quy mô dân số 7.576 người của xã Bình Kiều vào thị trấn Khoái Châu. Sau khi nhập, thị trấn Khoái Châu có diện tích tự nhiên là 8,55 km2 và quy mô dân số là 16.870 người. Thị trấn Khoái Châu giáp các xã An Vĩ, Dân Tiến, Đông Kết, Liên Khê, Phạm Hồng Thái và Phùng Hưng. Sau khi sắp xếp, huyện Khoái Châu có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 1 thị trấn. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định vừa ký ban hành kết luận số 1036 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2030. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của địa phương giai đoạn 2023-2025 ngay sau khi nghị quyết được ban hành. Bên cạnh đó, tập trung các giải pháp và nguồn lực để đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, giải quyết tốt vấn đề bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư và trụ sở, tài sản công, ưu tiên bố trí trụ sở công dôi dư làm trụ sở công an xã, sớm ổn định hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống chính trị ở địa phương, quan tâm đến việc bố trí ngân sách, hỗ trợ đầu tư phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay khi sắp nhập huyện, xã giai đoạn 2023-2025, dự kiến cả nước dôi dư 21.800 cán bộ, công chức cấp huyện, xã. Trong đó cấp huyện dự kiến dôi dư 1.200 người, cấp xã khoảng 13.100 người và cán bộ không chuyên trách ở cấp xã dôi dư là 7.100 người. Số lượng cán bộ dôi dư này cần được giải quyết dứt điểm đến năm 2030. Như vậy, nguồn kinh phí để các địa phương giải quyết chế độ chính sách dôi dư này rất lớn. Với các địa phương tự cân đối ngân sách thì tự cân đối bố trí nguồn kinh phí để sắp xếp cán bộ dôi dư theo các nghị định của Chính phủ cũng như nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh mình. Còn các địa phương không tự cân đối ngân sách thì tổng hợp để Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ cấp ngân sách thanh toán nguồn kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế, trong đó có thực hiện chính sách dôi dư cho cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp huyện, đặc biệt ở cấp xã, bà Trà nói. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tổng hợp khẩn trương để giải quyết. Trong 12 tháng, nếu nghỉ ngay thì được một khoản kinh phí lớn để cán bộ công chức dôi dư, sẵn sàng, đủ điều kiện tìm công việc mới. Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Nam Định có 2 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp là huyện Mỹ Lộc và thành phố Nam Định và có 77 đơn vị cấp xã gồm 55 xã, 17 phường, 5 thị trấn. Sau khi sắp xếp, tỉnh còn 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 8 huyện và 1 thành phố Nam Định. 175 đơn vị hành chính cấp xã gồm 146 xã, 14 phường, 15 thị trấn, giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, 51 đơn vị hành chính cấp xã. Tương ứng với đó là 52 đơn vị hành chính và hàng loạt cán bộ công chức các huyện, thành phố và xã phường thị trấn phải thay đổi mã định danh theo địa chỉ mới để nhanh chóng tiếp nhận sự chỉ đạo điều hành của các cấp cũng như không làm gián đoạn việc phục vụ giao dịch hành chính trên môi trường mạng. Để các đơn vị cá nhân duy trì hoạt động thường xuyên của các nền tảng số, dịch vụ số dùng chung của tỉnh nhanh chóng, chính xác, không bị gián đoạn thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện 11 nhiệm vụ ngay sau khi có quyết định sắp xếp lại đơn vị hành chính. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan của các bộ, Công an, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ban cơ yếu Trung ương, các doanh nghiệp viễn thông tổ chức thay đổi tên, mã đơn vị trên cổng dịch vụ công tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống báo cáo Chính phủ, hệ thống phản ánh kiến nghị, chứng thực điện tử của các đơn vị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phân quyền cho một đơn vị cấp huyện. 51 đơn vị xã phường thị trấn với gần 600 tài khoản trên cổng dịch vụ công tỉnh và gần 100 tài khoản trên phần mềm chứng thực điện tử, hệ thống báo cáo Chính phủ, hệ thống phản ánh kiến nghị, thay đổi mã định danh cho gần 200 đơn vị trên cổng dịch vụ công của tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia. Dừng hoạt động 48 mã định danh, tạo mới 8 mã định danh trên trục liên thông văn bản của tỉnh và trục quốc gia, tạo mới khoảng 1.000 tài khoản trên hệ thống quản lý văn bản điều hành, cấp gần 300 tài khoản email công vụ của các phòng ban, các xã sáp nhập vào thành phố Nam Định. Như vậy, ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, ở tất cả các đơn vị có biến động về địa giới hành chính và cá nhân, cán bộ, công chức có thay đổi chức danh công việc đều được hướng dẫn và chuẩn hóa thông tin để đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính sau sáp nhập chủ động bố trí cán bộ hiểu rõ địa bàn, nắm vững từng hộ dân để dễ dàng hướng dẫn công dân đến giải quyết thủ tục hành chính, qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi một trong những mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh là cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm, sàng lọc, nâng cao chất lượng và trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức viên chức, mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng lợi thế của các địa phương để phát triển bền vững. Nhận diện rõ những tồn tại làm giảm điểm thực hiện bộ chỉ số, toàn tỉnh đang tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số để khắc phục. Trên cơ sở đó, các sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện đúng quy định về công bố công khai thủ tục hành chính, tái cấu trúc xây dựng, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, sử dụng lại hồ sơ dữ liệu số hóa nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp đầy đủ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, nhanh chóng khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa để tránh lãng phí dữ liệu và người dân, doanh nghiệp không phải nộp lại đầy đủ thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hỗ trợ các đơn vị xử lý các vấn đề phát sinh trên cổng dịch vụ công. Hệ thống quản lý văn bản, liên thông văn bản, chữ ký số, email, trang thông tin điện tử, báo cáo hàng tháng cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, trục liên thông tỉnh, sao lưu dữ liệu hàng ngày tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, tích cực hoàn thiện, nâng cấp kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân tại cổng dịch vụ công của tỉnh,
chia sẻ, kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để lưu trữ, bảo quản, khai thác, tái sử dụng, qua đó giúp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.